Vâng, em xin chào các bác nha. Sáng nay hàng về những hàng sản phẩm siêu lướt không? Và về được thêm hai con Crown 5000 VZ tiếp theo để phục vụ các bác nha. Đều tem nhôm cao cấp, phiên bản cao nhất luôn nha các bác. Và một con Sansui 9090DB và một con Concept 500 năm, và một bộ Mixua OR4S và một bộ OLXB4 Beta 87A và một cặp loa huyền thoại Spendo có chất âm cực kỳ ma mị và như đập thùng luôn các bác, cực kỳ hàng sưu tầm luôn. Em bán BBC2 và Spendo rất là nhiều rồi, nhưng mà cặp này gọi là số 1 luôn nha các bác. Đây các bác thấy đồ mới này. Đây nhìn cái trạm loa này các bác. Đấy. Kiểu như là chưa sử dụng mà chỉ để là lưu kho các bác. Đây. Đây, các bác thấy chưa? Cực kỳ ngất ngay luôn. Spendo BC2 nha các bác, dòng loa huyền thoại cũng như là chất âm cực kỳ ma mị, được các bác chơi audio định đánh giá nó là một chất âm rất là hay. Các bác chơi đèn hoặc là chơi những dòng bán dẫn high end vân vân đều tuyệt vời. Các bác nhìn độ đẹp của nó này nha. Đây. Nó mới. Như là khui xốp, như là chưa sử dụng nha các bác. Cái sử dụng rồi thì nó không được nét như vào cái trạm loa, nó không nét như thôi. Và cái logo này các bác. Nó mới này. Hàng sưu tầm nha các bác. Càng kim tuyến riêng theo loa nha các bác, càng kim tuyến nha. Càng kim tuyến nha các bác. Sợi kim tuyến đấy. Nó ba đường tuyến nha các bác, bass 20, một mic xoáy và trap dom. Cặp Spendo BC2 của Anh Quốc này thì giá nó là 25 triệu hàng sưu tầm nha các bác. Cả Việt Nam khó kiếm được cặp thứ hai này đâu nha. Nghi rất là hay, dòng này thì cực kỳ nổi tiếng, các bác cứ lên mạng search và tham khảo Spendo. Spendo BC2 nha. Rồi đi đến Mixua. Mixua thì sáng nay về được một bộ OLXB4 Beta 87C này. 87C và 87A thì một giá nha các bác 12.700. Đẹp long lanh luôn nha. Và một bộ OR4S các bác, OR4S tai mic là SM58 nha. Rất là đẹp. Giá là 16.500. Tai mic nó có mã là OR2, đầu thu là SM58 nha các bác. Đây. Đẹp keng luôn nha. Cái bộ OR4S này á, với tai mic này sử dụng pin AA nha, pin con ó bình thường nè các bác. Còn bộ pin bộ OLXB4 Beta 87C này thì 12.700. Nó sử dụng pin 9V, đều có tản kìm, pin sạc, pin đầy đủ hết cho các bác nha. Đây là bộ OR4S này, đầu thu nó cao cấp hơn. Nó lớn hơn rất là nhiều so với OLXB4. Bộ này thì đây, cái bộ này là tên này. Đây có như là cái bộ phía trên đó là bộ này này, một bộ này. Đây là Beta 87A 12.700 nha. Còn bộ này á là 16.500. Rồi đi đến âm ly đẳng cấp của Mỹ, đó là Concept 500 năm, công suất là 500W, giá là 16.500 nha các bác. Rất là mới nha, cực kỳ mới nha các bác, cực kỳ xuất sắc luôn á. Concept thì rất là nổi tiếng ở những model là 500 năm và 600 năm. Rồi 500 năm và 600 năm thì nó không có chơi nhiều các bác, chỉ 50W thôi, 500W và 550W. Hai em này nó sơm sơm nhau về chất âm thôi, 9.5 với 10, nên là từ 500 năm lên 600 năm thì cũng, các bác cũng không cần nâng cấp đâu nha. Nếu 500 năm thì chúng ta lên thẳng lên đời cao hơn tí nữa, còn 500 năm và 600 năm thì nó không chơi lời nhiều. Về công suất và lực đánh thì 500 năm và 600 năm nó sơm sơm nhau. Con này giá 16.500 nha, rất là mới. Và 9090DB đẹp long lanh sexy vàng, giá 52 triệu nha các bác. Đơn 3NR tem còn nguyên, mới keng long lanh luôn. 9090DB là một dòng âm ly rất là nổi tiếng của Sansui, dòng receiver thuộc top của hãng, chuyên phối ghép với những dòng loa cao cấp của Pioneer. Đó là 99A là bộ bài trùng đi cặp đôi của 99AFB, 9090DB và Pioneer CS99A. Con này giá 52 triệu nha các bác, đẹp long lanh sexy 7 màu nha. Và đây là có hai con Crown 5000 VZ. Đỉnh cao của Crown rồi nha các bác. Con này thì 33 triệu một con. Về trong sáng ngày hôm nay, mấy con trước lên đường hết rồi các bác. Tem nhôm nha, tem nhôm. Hàng Mỹ xịn sò. Hàng tuyển về phiên bản cao nhất luôn nha các bác. Bản trạm trạm loa bắp chuối đấy. Tem nhôm nha.
33 triệu một con. Cái quai nằm phía sau đó các bác, khi mà đóng hàng về gửi về là phải quai để phía sau để tránh tình trạng là nó sẽ vận chuyển á, thì nó về nó khỏi bị keo cái quai, nên là họ sẽ vận để phía sau, chúng ta mở ốc và đưa về trước. 33 triệu một con nha các bác. Các bác cọc tiền hoặc là chuyển khoản thì cũng được, cọc tiền thì cọc 10% trở lên, chuyển khoản đủ thì em sẽ bớt chút đỉnh cho các bác nha. Đây các bác, em tuyển những con là những cái tảng gì nó còn mút riêng, nó còn nguyên hết đó nha. Đấy, nguyên hết và đẹp là ken sà beng luôn nha. Đây, các bác nhìn này. Đấy. Những con này là bê cong lưng khoảng 35 kg các bác. Đây là con Crown 5000 VZ nha, về hai con 33 triệu một con. 9090DB sexy vàng 7 màu. Mới long lanh cành đào, hàng sưu tầm, giá 52 triệu. Con set 500W. Một model rất là hot, chất âm cực kỳ hay nha. Đặc trưng của dòng con set nổi tiếng và chất âm ba giải cực kỳ nảy. Không ngán loa nào hết nha các bác. Con 500 này đánh bass 40 vô tư nha, những dòng loa full 40 nó đánh còn tốt luôn á. 500W giá là 16 triệu 5. Bộ Mixua UR4S MXSM58 16 triệu 5. Bộ Mixua ULXB4 Beta 87C là giá 12 triệu 7. Cặp loa Sovendo thiếu thùng xốp, hàng tồn kho, bác là sưu tầm, một cặp duy nhất ở Việt Nam, cặp nào đẹp nhất các bác. Tại vì em bán Sovendo rất là nhiều rồi, cặp này là cặp gọi là ngắt ngay luôn. Giá là 25 triệu nha. Rồi em Chí xin chào, hẹn gặp lại các bác nha. Chỉ có video chi tiết những sản phẩm để các bác cùng xem. Các bác nhớ theo dõi kênh để luôn được cập nhật những video mới nhất.